Xin chào các bạn nhé. Ở đây là bạn Hiêu và bạn Châu Màu Hồng. Thì các bạn thích chơi với bạn nào trước các bạn nhỉ? Chúng mình sẽ chơi với bạn Hiêu trước đi. Bạn Hiêu đó. Đây là bạn Hiêu màu vàng ấy. Bạn này có cặp sừng rất là uy nghi và bạn ấy chạy cũng rất là nhanh. Bạn ấy thường sống ở các cái vùng núi xa người dân các bạn ạ, bởi vì các bạn ấy là động vật hoang dã. Còn đây là bạn Châu. Bạn này thì thân thiện hơn với chúng ta rất nhiều. Các em bé ở vùng quê sẽ được nhìn thấy liên tục luôn, kể cả ở Hà Nội ấy. Hà Nội thì các bạn ấy ra các vùng ngoại thành ấy, ví dụ như khu Thanh Hà ấy, rất nhiều trâu nha các bạn nha. Đây là bạn trâu màu hồng. Các bạn ấy di chuyển trên nền đá này là sẽ rất là dễ di chuyển. Bạn trâu này thì rất là có ích. Bạn ấy có tạo ra sức kéo để làm ruộng cho các bác nông dân, rồi thì cũng được làm thực phẩm đấy các bạn ạ. Tiếp theo chúng mình sẽ chơi bạn khủng long hai đầu. Bạn khủng long hai đầu này thì nhìn rất là, đây là các cái ngạnh, các cái vây lưng của bạn ấy nhìn rất là đáng sợ. Cùng non các bạn nha. Đây là bạn gà mái này. Bạn gà mái này thì bạn ấy rất là quen thuộc với chúng ta đúng không? Kể cả ở thành phố hay là ở vùng quê ấy, chúng ta nhìn thấy bạn gà này rất là đơn giản. Bạn gà ấy từng tạo ra trứng để chúng ta ăn hàng ngày ấy. Và bây giờ chúng mình sẽ chơi với bạn khủng long mọc cam. Bạn khủng long đấy. Đây là bạn khủng long màu cam các bạn ạ. Bạn khủng long này thì là bạn gọi khủng long cổ dài. Bạn khủng long này nhìn rất là to lớn. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.